Giá cà phê hôm nay, ngày mùng 5 tháng 5 năm 2024, giá cà phê trong nước rơi tự do. Giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 4 giờ 24 phút ngày mùng 5 tháng 5 năm 2024 như sau. Giá cà phê trong nước giảm cực mạnh và ở trạng thái rơi tự do khi giảm từ 15.000 đến 16.000 đồng/kg. Đây được xem là mức giảm lớn nhất sau mỗi phiên giao dịch thời gian qua. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên còn 102.800 đồng mỗi kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 103.500 đồng kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum ở mức giá 102.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 103.500 đồng kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà cà phê được thu mua với giá 102.500 đồng kg. Giá cà phê hôm nay, ngày mùng 5 tháng 5 tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện cư mờ ga cà phê được thu mua ở mức khoảng 102.900 đồng mỗi kg, còn tại huyện Iai Hát Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 103.000 đồng kg nguồn cung cà phê ice phục hồi cũng làm giảm bớt lo ngại và khiến giá cà phê giảm sau khi tồn kho cà phê arabica do ice giám sát tăng lên mức cao nhất trong một năm và tồn kho cà phê robusta đã tăng lên mức cao nhất trong năm tháng theo các thương nhân trước đây những nhà xuất khẩu buộc phải tăng giá mua bởi thị trường tăng đột biến nhằm đáp ứng những hợp đồng đã ký đến đây với tình hình giá sụt giảm mạnh trên thị trường thế giới từ những phiên qua chắc chắn những nhà xuất khẩu buộc phải xem xét lại và đưa giá mua trở về đúng với thị trường thật tình hình giá nội địa thậm chí sẽ còn sụp thêm mỗi khi mức giá cộng không còn cao và người mua đón sẽ không còn mua trước bán sao như đã làm khi giá thị trường đang trong những ngày tăng theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, xuất khẩu cà phê trong tháng 4 năm 2024 của Việt Nam tăng 3,9% so với cùng kỳ lên 170.000 tấn và xuất khẩu cà phê từ tháng 1 đến tháng 4 của Việt Nam tăng 5,4% so với cùng kỳ lên 756.000 tấn. Giá tiêu mùng 5 tháng 5, thị trường tuần qua tăng từ 1.500 đồng kg đến 2.000 đồng kg. Giá tiêu tăng tại các tỉnh trọng điểm trong tuần qua. Theo đó, giá giao dịch hồ tiêu tăng khoảng 1.500 đến 2.000 đồng/kg tại các tỉnh thành được khảo sát. Chi tiết, giá hồ tiêu cao nhất là 100.000 đồng mỗi kg, được ghi nhận tại các tỉnh Đắk Lắk và Bình Phước, tăng 2.000 đồng/kg trong tuần qua. Thấp hơn ở mức 99.500 đồng/kg là giá hồ tiêu của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thương lái tại Gia Lai, Đắk Nông và Đồng Nai đang cùng thu mua hồ tiêu ở mức 99.000 đồng mỗi kg tăng 1.500 đến 2.000 đồng kg. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 83.783 tấn, với kim ngạch hơn 353 triệu đô la giảm 18,3% về lượng nhưng tăng 11,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023, theo báo Công Thương. Hiện xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam chiếm 40% sản lượng và 60% thị phần xuất khẩu trên toàn cầu. Thế nhưng trong số các quốc gia xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất thế giới, hồ tiêu Việt Nam lại xếp chót bảng. Cụ thể, giá hồ tiêu đen của Việt Nam ở mức 4.200 đến 4.300 đô la mỗi tấn, trong khi hàng cùng loại của Brazil là 4.900 đô la tấn, của Indonesia và Malaysia có giá lần lượt là 4.703 đô la tấn và 4.700 đô la tấn. Tương tự, hồ tiêu trắng của Việt Nam có giá 6.000 đô la mỗi tấn thấp hơn giá hồ tiêu trắng của Malaysia tới 1.300 đô la tấn và thấp hơn hàng cùng loại của Indonesia 232 đô la mỗi tấn.